Cô Thanh Ái chào tất cả các con. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kiến thức môn toán nhé. Ở tiết trước chúng ta đã học bài diện tích hình chữ nhật rồi. Có bạn nào còn nhớ cách tính diện tích hình chữ nhật không? À, muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo con nhé. Nhưng đối với hình vuông có bốn cạnh bằng nhau như thế này thì cách tính diện tích có giống như cách tính diện tích hình chữ nhật không nhỉ? Chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay, diện tích hình vuông. Bài học này chúng mình có hai hoạt động. Hoạt động 1, tìm hiểu về cách tính diện tích hình vuông. Hoạt động 2, luyện tập. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Chúng mình bước vào bài học mới thôi. Cô có hình vuông như hình vẽ. Diện tích của hình vuông chính là phần tô màu đỏ này đó. Vậy, làm thế nào để tính được diện tích hình vuông? Chúng ta cùng bước vào hoạt động đầu tiên. Hoạt động 1, tìm hiểu về cách tính diện tích hình vuông. Các con hãy quan sát và cho cô biết hình vuông ABCD có mấy ô vuông nào? Hình vuông ABCD có 9 ô vuông. Làm sao mà con biết được? À, có rất nhiều cách để mình biết đó. Mình có thể nhìn và đếm nè. Rồi mình cũng có thể thực hiện phép nhân 3 x 3, nghĩa là lấy số cột nhân với số hàng đó. Hoặc mình cũng có thể thực hiện phép tính cộng 3 cộng 3 cộng 3. Rất nhiều cách đúng không nào? Các con hãy quan sát tiếp và cho cô biết xem các ô vuông trong hình vuông ABCD được chia làm mấy hàng? Có 3 hàng đúng không nào? Vậy mỗi hàng có bao nhiêu ô vuông? À, chúng mình có 3 hàng, mỗi hàng như vậy đều có 3 ô vuông, vậy chúng ta có tất cả 9 ô vuông đấy. Con hãy tiếp tục quan sát và cho cô biết mỗi ô vuông như vậy có diện tích là bao nhiêu? Mỗi ô vuông có diện tích là 1 cm vuông. Do mỗi ô vuông có diện tích là 1 cm vuông mà hình vuông ABCD lại có 9 ô vuông, nên hình vuông ABCD có diện tích là 9 cm vuông đó. Ngoài ra, như chúng mình đã biết, hình vuông có độ dài các cạnh đều bằng nhau, nên muốn tính diện tích hình vuông ABCD, ta sẽ lấy độ dài một cạnh nhân với độ dài một cạnh của hình vuông đó. Bây giờ, chúng mình cùng nhau đi tìm độ dài một cạnh của hình vuông ABCD nhé. Còn hãy quan sát và cho biết cạnh của ô vuông nhỏ có độ dài là bao nhiêu? À, 1 cm vuông là diện tích hình vuông có cạnh 1 cm, nên ô vuông nhỏ có độ dài một cạnh là 1 cm con nhé. Từ số liệu này, chúng ta có thể tính được số đo một cạnh của hình vuông ABCD không? Được chứ, mỗi ô vuông có cạnh 1 cm, vậy 3 ô vuông nhỏ gần nhau như thế này sẽ có độ dài là 3 cm. Và đây cũng là độ dài cạnh CD của hình vuông ABCD. Vậy hình vuông ABCD có cạnh là 3 cm. Thế thì diện tích hình vuông ABCD là bao nhiêu cm vuông? À, diện tích hình vuông ABCD là 3 cm nhân 3 cm bằng 9 cm vuông. 9 cm vuông chính là diện tích của hình vuông ABCD đấy. Chúng ta vừa tìm hiểu về diện tích của hình vuông ABCD. Vậy, làm thế nào để tính nhanh nhất diện tích của một hình vuông bất kỳ khi biết độ dài của một cạnh nhỉ? À, muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với độ dài của một cạnh. Nhưng vì hình vuông có độ dài các cạnh bằng nhau, nên khi tính diện tích của hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. Đây chính là cách tính diện tích hình vuông đó. Chúng mình cùng lặp lại cách tính ha. Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. Đây cũng chính là ghi nhớ của bài học này đó. Lưu ý, khi viết đơn vị của diện tích, còn nhớ viết thêm số 2 nhỏ trên đầu của chữ cm nha. Để giúp các con ghi nhớ và thực hành thành thạo các kiến thức vừa học, chúng mình cùng nhau bước sang hoạt động 2 nhé. Các con sẵn sàng chưa nào? Đi thôi!
Hoạt động 2. Luyện tập. Chúng mình quan sát bài tập đầu tiên nào. Bài tập 1. Viết vào ô trống theo mẫu. Đề bài cho chúng ta biết gì nào? Đề bài cho chúng ta biết độ dài một cạnh của hình vuông. Vậy, đề bài yêu cầu mình làm gì? Đề bài yêu cầu chúng mình tính chu vi hình vuông và diện tích hình vuông với độ dài của một cạnh đã cho. Trước khi làm bài tập này, chúng mình cùng ôn lại kiến thức một chút nhé. Muốn tính chu vi hình vuông, ta làm thế nào? À, muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy cạnh nhân với 4. Vậy, muốn tính diện tích hình vuông thì ta làm sao? À, muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. Áp dụng hai công thức trên, chúng mình cùng nhau làm bài con nhé. Cô sẽ làm mẫu cho các con yêu cầu ở cột đầu tiên nhé. Ta có độ dài một cạnh của hình vuông là 3 cm. Vậy chu vi của hình vuông này là 3 x 4 bằng 12 cm. Còn diện tích của hình vuông là 3 x 3 bằng 9 cm2. Quá dễ đúng không nào? Bây giờ các con hãy lấy vở toán ra và trình bày các yêu cầu còn lại của bài tập 1 nhé. Các con đã làm bài xong chưa? Chúng mình cùng kiểm tra kết quả với cô nha. Ở cột thứ 2, ta có độ dài một cạnh của hình vuông là 5 cm. Vậy, chu vi của hình vuông là 5 x 4 bằng 20 cm. Diện tích của hình vuông là 5 x 5 bằng 25 cm2. Ở cột cuối cùng, ta có độ dài một cạnh của hình vuông là 10 cm. Vậy, chu vi của hình vuông này là 10 x 4 bằng 40 cm. Còn diện tích của hình vuông này là 10 x 10 bằng 100 cm2. Cô tuyên dương tất cả các bạn có cùng đáp án với cô. Còn những bạn chưa có kết quả như trên, các con hãy thực hiện lại một lần nữa thật cẩn thận. Sau đó, con nhớ đối chiếu với kết quả của cô nhé. Bây giờ, chúng mình cùng bước sang bài tập tiếp theo nào. Bài tập 2. Một tờ giấy hình vuông cạnh 80mm, tính diện tích tờ giấy đó theo cm2. Bài toán này cho chúng mình biết điều gì? À, một tờ giấy hình vuông có cạnh 80mm. Vậy, bài toán yêu cầu mình làm gì nhỉ? À, bài toán yêu cầu mình tính diện tích tờ giấy đó theo cm2. Cô đố các con, độ dài một cạnh tờ giấy hình vuông đang được tính theo đơn vị nào? À, độ dài một cạnh tờ giấy hình vuông đang được tính theo đơn vị là mm nè. Vậy thì làm sao để có thể tính được diện tích tờ giấy đó theo cm2 nhỉ? À, chúng mình sẽ phải đổi độ dài cạnh hình vuông ra đơn vị là cm đó. Sau khi đổi độ dài cạnh hình vuông theo đơn vị cm rồi, chúng mình chỉ cần áp dụng công thức tính diện tích hình vuông để thực hiện bài toán này thôi. Dễ quá đúng không nào? Chúng mình hãy lấy bút, vở toán và vở nháp ra để thực hiện bài tập này nhé. Các con đã làm bài xong chưa nào? Chúng mình kiểm tra kết quả nhé. Bài giải, đổi 80mm bằng 8cm. Diện tích của tờ giấy hình vuông là 8 x 8 bằng 64cm2. Đáp số 64cm2. Cô tin chắc rằng các con đều đã thực hiện chính xác bài tập này rồi, đúng không? Bây giờ, chúng mình cùng bước sang bài tập tiếp theo nào. Bài 3. Một hình vuông có chu vi 20cm. Tính diện tích hình vuông đó. Bài toán này cho mình biết điều gì? Một hình vuông có chu vi 20cm. Vậy, bài toán này hỏi chúng mình điều gì? À, bài toán này yêu cầu chúng mình tính diện tích hình vuông đó. Để tính được diện tích của hình vuông, chúng mình cần phải biết gì con nhỉ? À, phải biết độ dài một cạnh của hình vuông. Mà bài toán chưa cho chúng ta độ dài một cạnh của hình vuông. Vậy, phải làm sao bây giờ? À, nhưng bài toán lại cho chúng ta biết chu vi của hình vuông rồi nè. Từ chu vi của hình vuông, chúng mình có tính được độ dài một cạnh của hình vuông không?
Dễ lắm, chúng mình sẽ tính được độ dài một cạnh của hình vuông bằng cách lấy chu vi chia cho 4. Khi đã có được độ dài của một cạnh rồi, chúng mình chỉ cần áp dụng cách tính diện tích hình vuông mà hôm nay chúng ta vừa học để thực hiện bài toán này thôi. Thật dễ đúng không nào? Trước khi làm bài vào vở, cô sẽ nhắc lại các bước tính của bài này cho các con nhớ nha. Bài toán này có 2 bước tính. Bước 1, tính độ dài một cạnh của hình vuông bằng cách lấy chu vi chia cho 4. Bước 2, tính diện tích hình vuông bằng cách lấy độ dài của một cạnh nhân với chính nó. Đừng quên đáp số của bài toán con nhé. Các con đã sẵn sàng làm bài chưa nào? Hãy lấy bút, vở toán và vở nháp ra để thực hiện bài tập này một cách thật chính xác nào. Các con đã làm bài xong chưa? Chúng mình cùng kiểm tra kết quả nhé. Bài giải. Độ dài một cạnh hình vuông là 20 chia 4 bằng 5 cm. Diện tích của hình vuông là 5 x 5 bằng 25 cm². Đáp số 25 cm². Cô tuyên dương các bạn có đáp án chính xác. Còn nếu bạn nào có đáp án chưa trùng khớp, con hãy sửa lại cho đúng nha. Các con ơi, vậy là chúng mình vừa tìm hiểu xong cách tính diện tích hình vuông và vận dụng cách tính đó vào làm bài tập rồi đấy. Ở nhà, các con nhớ ôn lại cách tính diện tích hình vuông và vận dụng kiến thức chúng mình vừa học vào cuộc sống bằng cách lựa chọn những đồ vật có dạng hình vuông và tính thử diện tích của chúng nha. Cô mong các con luôn phát huy tinh thần tự học, luôn chăm ngoan, học giỏi. Đừng quên phải tự biết chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình. Nhớ ăn uống đủ chất, uống đủ nước và tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để có một cơ thể khỏe mạnh, giúp chúng ta phòng tránh các loại bệnh, đặc biệt là trong mùa dịch COVID-19 này nhé. Thân ái chào tạm biệt các con.